Hôm nay xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Buổi tối ngày hôm nay thì Hùng sẽ có một cái bản tin ngắn, bởi vì phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta, chỉ số VN Index đã giảm trên 30 điểm, như vậy là một phiên giảm điểm rất là mạnh. Chính vậy nên là chúng ta sẽ phải đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần. Ok các anh chị. Thì trong cái bản tin tuần video số 162 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích về kịch bản của thị trường. Trong đó thì chúng ta có nói đến chỉ số VN Index ở đây các anh chị. Đầu tiên thì index của chúng ta sẽ test lại kỹ thuật. Đó, ở đây cái điểm này chính là video số 162. Thì nó sẽ test lại vùng 11100. Ở đây các anh chị, thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số này đã test lại cái vùng này. Và sau đó thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1093 đến vùng 1100, tức là vùng 1100 điểm đấy các anh chị. Thì đến phiên giao dịch của ngày thứ đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì index của chúng ta bắt đầu test về cái vùng này và cái điểm sâu nhất ở vùng 1090. Thì các anh chị nhớ trên bản tin phân tích tuần thì Hùng Lê đã có phân tích trong kịch bản 2, tức là trong trường hợp nếu như index của chúng ta tích lũy được ở trên vùng 1090 cộng thì như vậy là kịch bản của thị trường của chúng ta đang ở góc độ tương đối là tích cực. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp nếu index của chúng ta bị thủng ở vùng 1090 như vậy thì chúng ta phải tính toán đến kịch bản thứ hai. Thì kịch bản thứ hai đó là kịch bản mà index của chúng ta sẽ quay trở lại test ở vùng 1060 đến vùng 1065. Và cái điểm sâu hơn, nếu như với cái tính chất của phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là chúng ta phải tính đến cái vùng sâu hơn, đó là vùng 1050 đến khoảng vùng 1053. Ok các anh chị. Như vậy thì là cái xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó là tương đối xấu. Và phiên sáng thì tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta, các nhóm ngành đều tăng rất là tốt. Tuy nhiên đến phiên chiều thì cái lực đạp rất là mạnh, và đặc biệt là cây nến ở các anh chị nếu như chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ hiểu được cái cây nến giờ của cái cung giờ từ của cái nến phái sinh đó các anh chị. Từ đây các anh chị này, từ 13 giờ cho đến 14 giờ tức là cây nến phái sinh của nó rất là tốt. Tuy nhiên các anh chị để ý đến là khoảng tầm độ 13 giờ 50 phút, đây 13 giờ 50 đây các anh chị, đây này, để trích đó 13 giờ 50 thì nó bắt đầu xuất hiện một cây nến của phái sinh, chính là cây nến này. Đây chính là cây nến này, cây nến của 13 giờ 50 phút là cây nến này. Dẫn đến cái câu chuyện là gì, bắt đầu từ đây thì nó sẽ xuất hiện một cây nến giờ, và kể từ cây nến giờ này thì sau đó 14 giờ thì nó đã bị thất bại. Tức là câu chuyện là để kéo long được ở sau 14 giờ thì cây nến đóng giờ của nó phải ở trên 10 ở vùng 1 đấy 11 1020. Đó, và bản chất của phiên ngày hôm nay đó là gì? Đó là cái cây nến giờ trước cái giờ 14 giờ nó bị thất bại. Đó thì các anh chị nhìn thấy đây này, đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu có một cái cây nến giờ ở đây anh chị. Đó, thì Hùng có phân tích là phái sinh thì đang hình thành một cây nến giờ thứ hai rất là tích cực, thì tại cái thời điểm đó là cực kỳ là tích cực các anh chị nhá. Và khối lượng hợp đồng đã có thời điểm đó là đã bứt phá trên 60.000 hợp đồng, và chỉ số phái sinh đã bứt phá lại ở vùng 1120 cộng, thì cái cơ hội mà để cho thị trường kéo xanh trở lại là rất là tốt ở anh chị. Đó, và gần sát đến cái thời điểm 14 giờ thì lúc đó là chỉ số phái sinh của chúng ta đạt 1121 điểm các anh chị, và sau đó thì nó đánh tụt luôn. Đó thì chính về bản chất là do cái cây nến giờ nó như vậy nên nó đã làm đi xấu đi cái xu hướng của thị trường. Trong bản tin tuần được phát đi vào buổi tối ngày 30 tháng 1, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, thì Hùng Lê có đánh giá lại cái vấn đề về trái phiếu. Và chúng ta đều biết rằng năm 2023 cái lượng đáo hạn về trái phiếu nó là rất lớn, và trong các cái góc nhìn của Hùng Lê thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái góc nhìn như sau. Thứ nhất đó là bán tài sản, bán cổ phiếu quỹ, rồi bán dự án, bán vân vân, và tất cả bán tất cả những cái gì có thể bán được và thu tiền về để trả cho nhà đầu tư. Thì cái này chúng ta đã thấy trong năm 2022 thì thị trường của chúng ta đã xử lý rất nhiều những cái thương vụ như thế này. Và sau khi bán hết tài sản rồi mà vẫn không đủ tiền trả thì như thế nào? Thì một là sẽ đàm phán với nhà đầu tư để gia hạn, để cam kết mua lại ở sau này. Hai là nhà đầu tư không ok thì khả năng tiếp theo nó sẽ là các cái hoạt động mua bán công ty, tức hoạt động MA, thâu tóm các doanh nghiệp sẽ bắt đầu. Và những cái đơn vị nó có về đối tác, về tiền mặt hoặc là tiềm lực thì nó sẽ bắt đầu mua lại và thay đổi. Và chúng ta thấy rằng là cũng rất nhiều các cái công ty trong năm 2023 đã thay đổi cái bộ máy lãnh đạo.
Và cái hướng thứ ba đó là gì? Biện pháp cuối cùng, tức là không có thể mà còn cách nào nữa, thì rất có thể là sẽ xảy ra các cái kiện tụng khởi tố bắt bớ. Và hiện tại thì chúng ta đang nghe ngóng cái tình hình, và đây là một câu chuyện khó và nó đang treo lơ lửng trên nhà đầu tư, trên đầu của nhà đầu tư chúng ta, và chưa có hồi kết, nên ở đây sẽ là một vấn đề hết sức là khó khăn. Và dự ý là nhà đầu tư chúng ta nên lưu tâm thêm vấn đề này. Và khả năng ngày hôm nay thị trường bị đạp rất mạnh thì nó có những cái câu chuyện liên quan đến thị trường trái phiếu. Ok. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục đánh giá bộ ba tham số thị trường, và chúng ta vẫn tiếp tục duy trì ở hai kịch bản. Kịch bản 1 tức là kịch bản tích cực, đó là index VN30 và phá trình của chúng ta không thủng vùng 1.100 điểm và index không thủng vùng 1.093 điểm, từ đây tích lũy đi lên. Thì như vậy trong trường hợp kịch bản 1 này xảy ra thì hướng ngản của thị trường sẽ hướng về vùng 1.145 đến 1.150, và index của chúng ta sẽ hướng lên vùng kịch bản 1.225 đến khoảng vùng 1.130. Ở kịch bản thứ hai đó là kịch bản tiêu cực, tức là bộ ba tham số của chúng ta bị mất cái mốc hỗ trợ này, mốc hỗ trợ mà chúng ta vừa phân tích ở trên bản tin tuần đó. Thì cái hành động của chúng ta lúc này là gì? Ưu tiên chốt các cái mã cổ phiếu đang có lãi, hạ tỷ lệ margin, và để chờ thị trường chỉnh xong thì chúng ta sẽ tiếp tục cover lại hàng. Và căn cứ sự vận động thực tế ở trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, và chúng ta căn cứ tín hiệu kỹ thuật để hành động theo xu hướng, không cố chấp, không chống lại xu hướng thị trường, và chốt lãi không bao giờ sai. Ở phiên giao dịch ngày mai, tức là phiên ngày thứ ba và ngày thứ tư, thì chúng ta căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật ở trên phiên để chúng ta phân tích. Ok anh chị, như vậy là ở trong phiên ngày hôm nay thì khoảng tầm độ 14 giờ thị trường đã bắt đầu bị mất. Ok, bắt đầu bị mất ở đây. Đó, bị mất những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ index của chúng ta bị mất vùng 1093 điểm. Đây anh chị, 1093, và sau đó bị mất vùng 1090, thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà nó tương đối xấu vào 14 giờ đấy. Bắt đầu thị trường bắt đầu có cái dấu hiệu rơi mạnh. Thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta bắt buộc phải gì ạ? Phải chốt lãi. Đó, và khi mà thị trường bị vi phạm những cái tín hiệu kỹ thuật thì bắt buộc chúng ta phải bán ra. Đặc biệt là đối với những cái tài khoản mà đang cầm full margin, thì khi mà VN30 bị vỡ vùng 1.100 điểm này thì bắt buộc phải bán. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Và đương nhiên bắt đầu cái giai đoạn mà mình nhìn thấy là thị trường bắt đầu có sự rung lắc mạnh, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà bắt buộc chúng ta sẽ phải chốt bớt cổ phiếu. Ok. Về xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại thì mình nhìn thấy như sau. Hiện tại thì VN30 như vậy là phiên ngày hôm nay thì nó đã bị mất vùng 1.100. Đó là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu. Vòng vừa view lại tất cả các cái cổ phiếu của các nhóm ngành thì phiên ngày hôm nay là phiên đạp rất là mạnh, và phiên bán gọi là bán rát các anh chị. Tức là bán rát có nghĩa là gì? Tức là nhà đầu tư đã không đủ kiên nhẫn để giữ lại cổ phiếu, và nhà đầu tư quyết định bán ra, bán bằng mọi giá. Và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay rất nhiều mã cổ phiếu nằm sàn. Thì câu chuyện khi mà cả thị trường bị bán mạnh như vậy thì phiên ngày mai và phiên ngày thứ sáu thị trường sẽ chưa thể phục hồi ngay được. Nó sẽ có cái sự rung lắc mạnh trong phiên, có thể sẽ là có các cái nhịp hồi về mặt kỹ thuật. Và sau các nhịp hồi về mặt kỹ thuật đó thì thị trường chúng ta sẽ có những cái nhịp nó nhào sâu hơn. Chính vậy nên với quan điểm kỹ thuật hiện tại, nếu như thị trường có hồi thì đấy sẽ là những cái cơ hội để các anh chị đang còn cầm full hàng, full margin, thì chúng ta sẽ hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu xuống. Ok. Đối với chỉ số VN30, khả năng nếu có thì nó sẽ hình thành cái lực hồi ngắn về lại vùng 1.1100 ở đây, và sau đó thì nó sẽ tiếp tục có một cái lực đạp. Và khả năng cái lực đạp đó nó sẽ đưa VN30 về lại vùng 1.075 điểm. Trong trường hợp thủng 1.075 thì chúng ta đi đến kịch bản 2. Đó chính là kịch bản mà thị trường sẽ đạp về khoảng quanh vùng 1.057 điểm đến khoảng quanh vùng 1.060 điểm. Đó là đối với chỉ số VN30. Đối với chỉ số VN30F1M, tức là chỉ số phái sinh đó các anh chị, thì trong phiên ngày hôm nay nó cũng đã bị mất. Đây các anh chị, mất vùng 1.100. Và cuối cùng thì nó đây 1.100 đây. Ok. Đó, thì nó bị mất cái vùng này, đó cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu, và có thể nó có lực hồi. Các anh chị có thể có lực hồi ở đây, hoặc có thể phiên ngày mai gần như nó không có lực hồi, thì cái này chúng ta sẽ căn cứ thực tế. Tuy nhiên, cái lực hồi đó thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là lực hồi kỹ thuật. Và như vậy thì ngắn hạn chỉ số phá trên khả năng sẽ đạp về quanh vùng 1.070, và sâu hơn sẽ là vùng 1.057 đến 1.060. Đó sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh ở vùng 1057 đến 1060. Chúng ta lưu ý đến vùng này để làm gì? Để chúng ta xem và về đến đó thì thị trường của chúng ta sẽ có những cái bước khởi sắc hay không, có lực bán hay không, và có những cái xu hướng về chuyển pha xu hướng hay không, thì chúng ta sẽ đánh giá ở vùng
1057 đến 1060 đối với chỉ số VN30 chỉ số phái sinh, anh chị lưu ý. Đối với index trong phiên ngày hôm nay thì index của chúng ta cũng đã bị vỡ cái vùng 1090. Chính vì vậy khi vỡ vùng 1090 thì chúng ta phải tính toán đến kịch bản 2. Tức là index của chúng ta sẽ có thể đây còn nó sẽ có một cái lực hồi nhẹ đây, và sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại về vùng 1065 đến vùng 1060 đến 1065. Chính là kịch bản 2 mà đã có đề cập ở trên bản tin tuần video số 162, các anh chị có thể xem lại. Và điểm xấu hơn đó là vùng 1050 đến vùng 1053 điểm. Như vậy thì ở index sẽ tập trung đánh giá ở vùng 1050 đến vùng 1053. Đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường. Và như vậy chúng ta đã nhìn, chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá xu hướng của thị trường chỉ số VN30 phái sinh ở vùng 1060 và chỉ số VN Index ở vùng 1050. Đó sẽ là những cái yếu tố kỹ thuật trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại khi thị trường đó có một cái phiên sát thương mạnh như phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải căn cứ tương đối nhiều các cái yếu tố kỹ thuật và yếu tố của các nhóm ngành. Thì để chúng ta phân tích thêm thì tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có một cái bản tin phân tích ngắn như vậy để các anh chị mường tượng được cái xu hướng của thị trường trong những phiên tiếp theo. Và để mà các anh chị có những cái cập nhật bám sát về tình hình, có những cái phân tích rất là chi tiết về cổ phiếu cũng như thị trường thì Lê cũng mời các anh chị em về đồng hành cùng với team của Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận được những cái phân tích trực tuyến ở trên nhóm và đồng thời có những cái trao đổi một trong cái quá trình giao dịch. Ok, bản tin ngắn thì cũng chỉ tổng hợp như vậy, còn có những cái thắc mắc nào thì các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin, ông sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của anh chị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.